nhận thức được tác động to lớn. Từ cái năm 2013 đó, thì ra chúng tôi và các nhà cung ứng đã chia sẻ một cái tầm nhìn chung là phải đào tạo ra cái nguồn nhân lực cao tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật. Thì chúng tôi hợp tác với trường Đại học Việt Đức là sẽ là một trong những cái đại học hàng đầu ở Đông Nam Á về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Chúng tôi mở ra cái chương trình gọi là Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản trị Sản xuất Toàn cầu. Thì cái chương trình đó thì sẽ cho cái sinh viên những cái kỹ năng không chỉ là về mặt kỹ thuật và về công nghệ, mà còn kỹ năng về quản trị sản xuất, về duyệt những cái dự án kỹ thuật, và bên cạnh đó là còn được đào tạo là kỹ năng mềm, làm việc nhóm và giao tiếp đa văn hóa. Sinh viên không những nhận được học bổng, không những nhận được sinh hoạt phí trong 2 năm, mà khi tốt nghiệp ra trường, họ sẽ được ký hợp đồng làm việc trực tiếp với các nhà cung ứng của chúng tôi và văn phòng đại diện của chúng tôi tại Việt Nam. Theo các chuyên gia nhân sự, các nỗ lực đào tạo phát triển nguồn lực của doanh nghiệp cùng với ý thức xây dựng chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng sẽ góp phần tăng sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Tại hội thảo tổ chức mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh, bàn về vai trò của thương hiệu nhà tuyển dụng, đại diện tập đoàn tư vấn nhân sự toàn cầu Manpower Group cũng nhấn mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng là công cụ nổi bật để doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân nhân tài khi hội nhập. Với việc chuẩn bị gia nhập vào AEC và TPP thì các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ có những cái cuộc cạnh tranh trong việc là xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, từ việc tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng cũng như là đào tạo và phát triển con người để làm sao gìn giữ được những nhân sự phù hợp với mình. Và Manpower Group Việt Nam thì chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch tuyển dụng, lên kế hoạch phát triển nhân sự để các doanh nghiệp đảm bảo được về mặt số lượng tuyển dụng cũng như là thời gian tuyển dụng để làm sao các doanh nghiệp có thể tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của mình. Cũng theo Manpower Group, hiện có nhiều giải pháp nhân lực hữu ích được cung cấp từ các tập đoàn tư vấn nhân sự để giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của mình. Có 3 hình thức các doanh nghiệp có thể sử dụng trong việc quản lý nhân sự của mình. Việc thứ nhất đó là việc tuyển dụng nhân sự cố định. Hình thức thứ hai đó là cho thuê lại lao động. Việc cho thuê lại lao động đó là hình thức tối ưu hóa lực lượng lao động, chuyển từ hình thức lao động nhân sự cố định sang hình thức lao động linh hoạt. Việc này giúp cho các doanh nghiệp mở rộng được hoạt động kinh doanh của mình trong một thời gian ngắn, hay phải cắt giảm nhân sự của mình trong một thời gian khi mà hoạt động doanh nghiệp của mình bị thu hẹp lại, hay duy trì bộ máy nhân sự phù hợp và giảm thiểu khối lượng công việc hành chính của phòng nhân sự. Một hình thức thứ ba đó là hình thức khoán việc. Đây là hình thức công ty Manpower đang tiếp tục triển khai và đẩy mạnh với khách hàng trong thời gian tới. Hình thức khoán việc đó là hình thức các bên cung cấp dịch vụ nhân sự nhận khoán việc của khách hàng và quản lý trọn gói khối lượng công việc đó. Khách hàng sẽ chỉ việc quản lý khối lượng đầu ra của công việc như chu trình sản xuất hay là đóng gói của sản phẩm. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng Tiền Thông Minh, và chúng tôi vẫn đang trò chuyện với ông Simon Matthews, là CEO của công ty Manpower tại Thái Lan, Việt Nam cũng như là khu vực Trung Đông. Welcome back to the show again, Mr. Simon. Now we've talked about the challenges, the opportunities that the Vietnam's market, labor market would have when we enter, when we work with the foreign global partners. And when you do the consulting, when you talk with the organization, mm-hmm. the enterprises, what would you say to them? You know, what would you advise them to do in order to attract the talent and in order to seize the opportunity that we going to have when we enter the AEC and other trade agreements? Sure, and that's a big one. I think if you look through the years, yes, of course, you've had the Industrial Revolution, you've had technology, capital, but really more into the human age now. Mm-hmm. And human capital will help you drive. So I think there's the war for talent, to attract talent into organization, into enterprises. You know, the role of HR has changed. Before, it's been very administrative. A lot of those administrative functions, whether it's payrolling, recruitment, are being outsourced, like for recruitment, outsourced to Manpower.
So I think they really need to work on their talent attraction, and that can be done by branding, employer brand. So why people should join a company, and then when in someone in an organization, you want to retain them. So then you really want about career development. You know, how they're going to develop their career, what are their aspirations. You know, especially with the NY Gens coming on board, companies need to understand what the new workforce really drives them. Entrepreneurs, they want to have the flexibility to be able to. There's organizations that actually ban things like Facebook and online, but for the new generation, it's going to be, you can't always worry about the 9-to-5. You really want to focus more on the output of what the people are producing. If you focus on the old clock in, clock out, you're not going to drive. It's, you know, you've got to manage that aspirations of your workforce, how you develop them. Focus on women. I mean, Manpower's a global drive on women in the workforce. Still a major underutilization in many, many countries. And there you've got to need to manage. I mean, some organizations have creches, so that the working mothers can leave their children into a creche. A flexible workforce, you know, if they need to be able to leave to pick their children up from school or whatever. So you really got to really work more and engage more with your workforce than ever before. Yeah, and it's very interesting, and I think that it's very important too. And I think that we should have another show to just speak about this topic. If this goes down, you know, well, I'm more than happy to come back. Yes, but you know, back to our topic today. I'm not sure if it's correct, but I would imagine that working for a foreign companies in other countries would pay, you know, would pay me more, I think, especially like in the nursing industry. Sure. You know, the salary of a nurse here is quite low, but while working for other countries, it would pay more. So do you think that when we sign up the mutual agreement on the workforce, there would be a shift of talent between a local companies to overseas, work for other, I think there will be. But that has happened already. If you look at the Philippines, the Philippines' biggest gross profit, GDP, is in the export of labor. And that has the challenges. The skill shortages in the Philippines is very strange, and we didn't talk earlier, it's nurses. Because nurses can work overseas in Australia, Europe and the Americas on earning a lot more. And they also help the economy by sending a lot of money back. It's several billion US dollars back into the Philippine economy. So I think it needs to be monitored. I think where Vietnam, the challenge in with the Vietnamese overseas is English language skills. If you look at the Philippines in particular, their English skills are very, very good. And that is a big plus. I think the skills are similarities. So I think, again, another skill development for the Vietnamese is in English skills. But that's not just Vietnam, that's other countries in the ASEAN, including Thailand. Well, now is where the role of the government come into place. Okay. What do you think, because, you know, besides of training, but language and other vocational trainings, what would the government should do, you know, in order to improve the labor workforce? Okay, they're the main ones. I think the main ones are the education and the skill development. From an enterprise, and the government are working it, is to make sure there's a good balance on labor laws. Yes, you have to have a labor law that protects the employee, but there needs to be a competitive labor law that has something like flexibility. You know, you need sometimes to be able, especially in manufacturing, to ramp up and ramp down workforce so that you can manage your productivity. Because if you have a constant workforce, but production goes up and down, it really has an impact to the productivity. And the Vietnamese government are working on that. They have had a new law, the subleasing law, that manages for temporary help a lot better, has the protection, but gives
enterprises the opportunity to have a flexible workforce. So I think, yes, I think they are doing things with the skill development, the training, but also I think, you know, to make the laws so that it drives that flexibility and productivity in the country. Oh, well, Mr. Seidman, thank you very much for your insight. More than and welcome. Thanks again for joining us here in FBNC Studio today. And we, you know, that has wrapped up our discussion today. All and right, I would like to wish you all the best health and all the success in the future. Cảm ơn. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đồng tiền thông minh của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Hy vọng rằng thông qua chương trình, quý vị đã giữ lại cho mình được những thông tin thú vị. Và Tú Trinh xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.